Cộng đồng mạng đang xôn xao về một phương pháp căng da mặt bằng cách đi laser dưới da. Liệu những hình ảnh này có phải là sự thật? Đi laser dưới da có mang lại hiệu quả trẻ hóa như lời đồn? Cùng xem những hình ảnh thực tế tại bệnh viện thẩm mỹ Cao U. Xin chào các bạn, bác sĩ đang chuẩn bị một cái ca căng da mặt bằng laser. Thì các bạn biết rằng cái laser thì cực kỳ hiện đại luôn, bởi vì nó ít xâm lấn, hiệu quả thì tối đa. Và nó có thể luôn ở tất cả những lớp giải phẫu như da mặt, căn cơ smart cũng như cơ mặt để làm săn chắc những vùng này. Cho nên đây là một phương pháp mà cực kỳ được ưa chuộng trong cái căng da mặt phẫu thuật tại châu Âu, tại Mỹ. Không có đau gì ha? Gần như không có một cái cảm giác gì luôn chị ha. Music licensing reimagined. Ngay sau khi mà chúng ta dùng dao laser để chúng ta làm săn chắc cái da, cái cơ và cái lớp smart của mặt thì cái mặt chúng ta đã rất là săn chắc rồi. Tuy nhiên hiệu quả của nó sẽ càng tăng lên sau 1 tháng, 2 tháng và sau 3 tháng. Thì các collagen nó tăng sinh rất là nhiều và nó làm cho cái da mặt chúng ta săn chắc hơn, còn đẹp hơn. Cao U trẻ hóa làn da bạn.